Và cái quan trọng, cái điểm nhấn ở chiếc túi này là chị Lan phục vụ cho những quý ông nữa bằng cái thú chơi tao nhã về xì gà. Đây là một phần rời, có thể hắt vào đây là cơ chế hít 500. Khi không dùng cái thú chơi này nữa thì mình cắt kẻ ở nhà luôn, hoặc là khi mình dùng thì mình có thể bê nguyên cái này ra. Trong này mình để được đồ cắt xì gà nè, chị Lan sẽ để cái đồ cắt xì gà vào lại lại. Bên này mình có thể để bật lửa, khò, xì gà hoặc là đu bông để mà mình phục vụ những cái thú chơi của mình. Để vào đây. Đây là mình để những cái ống turbo đựng những điếu xì gà. Thì mình để hết vào đây xong mình để vào đây. Khi nào mình không sử dụng thú chơi này nữa thì mình có thể để ở nhà. Bên này mình có thể để được cái viết nè. Đây là cây viết vàng nguyên khối AO750 và chị đang sẽ đưa vào đây cũng được. Chỗ này đựng bút cũng được. Hoặc là mình có thể đựng bên này. Chị Lan sẽ làm thêm một cái bảo vệ ngay chỗ đây nữa. Khi mà mình đưa vào như thế này á là để gài cái chỗ cán bút, chỗ cái quay bút, quay cài bút vào. Thì ở dưới này mình dùng thao tác nó sẽ bị lắc cây bút, nên Kỳ Lăng sẽ làm thêm một cái khoen nữa để Kỳ Lăng đưa vào ngay chỗ này, để khi đưa bút vào thì sẽ cố định bút để không bị lắc qua lắc lại. Đó chính là những công năng sử dụng bên trong và kiểu dáng theo thiết kế Kỳ Lăng vẽ ra và đã hoàn thiện. Vậy thì nếu như quý khách muốn công năng gì, hoặc là kiểu dáng gì, hoặc là hãy đưa ý tưởng cho Kỳ Lăng, hoặc là hãy đến với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng tạo ra những ý tưởng và gửi đến quý khách để quý khách chọn, và Kỳ Lăng là người hoàn thiện hoàn hảo một cách tinh tế nhất để bàn giao đến tận nơi, tận tay của quý khách.